Hello, như thường lệ những cái bạn đây lần đầu coi kênh của chị Nha. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube Channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê, tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, cách quản trị rủi ro của chị Nhi là như thế nào? Câu này rất là hay. Những cái bạn mà coi kênh của chị Nhi mà có kiến thức về tài chính, chị Nhi rất là mừng. Tại vì mỗi người nhỏ nhỏ, mỗi người trẻ trẻ như mấy đứa mà đã bắt đầu có kiến thức tài chính rồi á, thì em sẽ vững vàng hơn. Cách quản trị rủi ro của chị Nhi đó là chị Nhi luôn, ngoài ba cái khoản đầu tư đó, chị Nhi đầu tư cái quan trọng nhất đó là chính mình. Em coi kênh của chị Nhi thì em sẽ biết là chị Nhi luôn nói đến cái vấn đề là tại sao em phải đầu tư vào trong cái kiến thức của em nè, vào trong cái cảm xúc của em nè. Tại vì cảm xúc của mình là con người mà tháng nào đến tháng lên kinh, có kinh nguyệt là mình sẽ lên xuống thất thường lắm. Mình phải nhận diện được cái cảm xúc của mình để mình quản lý cái cảm xúc mình trước. Tại vì bây giờ có đưa cho em tiền tỷ nhưng mà em không có quản lý được cảm xúc của em thì em cũng có thể đem tiền đi xài, đi phung phí hết. Đó là cái đầu tiên. Mình chính là cái giá trị lớn nhất, mình chính là cái tài sản lớn nhất. Có bao nhiêu tiền, chị Nhi sẽ khuyên các bạn nên đi học, nên đi tìm hiểu bản thân mình, nên đi biết mình là ai, để khi mà đồng tiền nó không có xê dịch được em. Cái rủi ro duy nhất đó là em thôi. Em chính là người sẽ tạo ra những cái nguy hại trong sự chọn lựa của em. Em chính là cái mối nguy hiểm duy nhất. Tại vì nếu như em không có lập trường, nếu em không vững, nếu em không cứng, nếu em không biết cái kiến thức mà mình cần biết á, một ngày nào đó người này nói cái hướng này các em sẽ nghe theo, có khi em bán cái cổ phiếu của em, người kia nói cái đất khu này giá nó chuẩn bị xuống em sợ quá em sẽ bán, ví dụ như vậy. Rồi người kia nói tiếng này tiếng kia, thật thế nào cũng bị lung lay. Cái đó là cảm xúc cộng với kiến thức. Tại vì em không có kiến thức nên em sợ, nên em nghĩ người ta biết hơn em, người ta giỏi hơn em, sao em sẽ quyết định theo cái ý kiến của ta mà không phải theo cái kiến thức của em. Cộng thêm một cái nữa, đó là khi em có đủ một nhóm bạn hoặc những cái người mà cùng chí hướng với em, họ cùng suy nghĩ và họ cùng kiến thức với em, khi em nghe một cái ý kiến ngoài luồng nào đó, em ngồi xuống em bàn em thảo luận với nhóm. Việt Nam mình rất là thiếu cái làm việc theo nhóm. Chị khuyến khích các bạn nên bắt đầu học và làm việc theo nhóm, tại vì nó rất là quan trọng. Khi em làm việc theo nhóm em sẽ thành công theo nhóm, và cái thành công nó bự lắm. Ok, và đó là cách quản lý rủi ro của chị, đó là đầu tư vào bản thân nè. Cái kế tiếp đó, đó là nạp kiến thức nè, chuẩn bị tinh thần, cái cảm xúc của mình là biết khi nào là mình không có make decision được thì mình đừng có chọn theo những cái con đường đó. Càng học càng nhiều thì có khi mình càng không biết, nhưng mà học đủ để biết, để mình biết được là không có để cái này nó ảnh hưởng đến mình là mình. Tài sản vật chất nó không có liên quan gì đến mình hết. Tiền có thể làm được, có thể mất, có thể lên, có thể xuống. Làm ăn là vậy, kinh doanh là vậy, đầu tư là vậy, không có một cái gì là không có rủi ro hết. Nếu ai ngồi kia nói với em bỏ tiền như 100% làm lời thì không có, nhưng mà khi em bỏ 100% đó chia đều ra 20, 30, 40, 50, ví dụ như vậy đi, thì ví dụ như cái số 80% nó làm ra tiền 20% đó, em có mất em cũng không có buồn cho lắm, tại vì cái đó là một phần cuộc chơi. Em phải đầu tư, em phải có chơi, em phải có chịu. Không thì chị Nhi đã chuẩn bị hết những kiến thức đó rồi, cho nên em hỏi chị Nhi đầu tư tất cả đều có tiền không? Có chứ, có những lúc chị Nhi mắc mistake chứ, chị Nhi vẫn làm sai chứ, đôi khi những cái rủi ro chị Nhi làm nó cũng lỗ tiền cả nhóm, nhưng mà tại vì tụi chị biết được là mình có kiến thức để mà mình mất cái này thì mình học từ cái chỗ đó rồi mình lại làm lại, hiểu không? Chị Nhi ơi, có cách nào làm cho mình làm việc và hợp tác trong công việc với những người lương lẹo? Ok, lương lẹo đối với em nó là cái gì nữa? Tại vì chị Nhi cũng là một người, nếu chị Nhi đi làm mà với mấy đứa mà nó điếm với chị Nhi thì chị Nhi cũng phải lương lẹo lại. Ok, lương lẹo đôi khi nó không phải là một cái sai. Em phải nghĩ vậy nè, nếu như người ta lương lẹo và em thấy là người ta lợi dụng em, người ta chà đạp lên em, người ta sử dụng em để người ta đem lại lợi ích cá nhân cho họ, thì em nên học từ cái lương lẹo của họ để em không làm giống như họ và em chọn cái môi trường làm việc khác. Ví dụ như trong nhóm làm việc của em có 5-6 người đi, thì nếu như một con sâu làm rầu nồi canh thì em không nhất thiết phải chơi với con sâu đó, em có thể chơi với mấy con sâu khác. Và cái này là cái khuyết điểm của rất là nhiều người, mình luôn tập trung vô cái bad apple, mình hay gọi là mấy cái đứa nó càng xấu, nó càng thúi nách, nó càng nhiều chuyện, nó càng drama thì mình càng thích. Mình nghe, mình thấy nó, mình ngứa, mình về nhà mình có chuyện mình kể nó. No. Mấy đứa nó càng rùi bu thì mình càng ná nó ra, mình càng thấy là tao không có muốn học cái kiểu của mày. Tao học của mày đó là tao học cái kiểu tao không muốn làm việc giống như mày. Tại vì làm việc như mày tao không có thấy đó là sự chuyên nghiệp, tao không có thấy đó là giỏi, tao không có thích, tao không có nể. Tao không nể thì tao không chơi, tao không chơi thì tao không học từ mày, tao sẽ học từ những người mà tao nể. Chọn môi trường. Nếu như em bị ép làm việc với cái con đó thì em nói thẳng với nó luôn, nó nói thẳng vô trong mặt nó luôn, cái tao thiệt mày, tao làm việc với mày nhưng tao không thích mày, nhưng tao phải làm việc với mày vậy thôi. Đây là cái cách tao nghĩ hai đứa làm việc chung với nhau. Thích thì làm, không thích thì thôi, lương mày mày ăn, lương tao tao ăn, tao không có nợ nần gì mày. Lương mày sếp trả cho mày, lương tao sếp trả cho tao. Em không mắc mớ gì, em phải nghĩ đến cái chuyện là em làm việc với lương lẹo. Tại sao em phải deal với nó? Em không cần phải deal với nó, em chỉ cần sống thật với em thôi. Tại vì người mà phải deal với nó là sếp.
sếp tuyển nó vô thì sếp chịu trách nhiệm với nó, em không có việc gì phải chịu trách nhiệm cuộc đời ai hết, em chịu trách nhiệm cuộc đời em thôi. Em cảm thấy người nào không hợp, em không thích làm việc với người đó, đi làm với người khác. Nếu em không có sự chọn lựa sao chị, em bị ép tim với con đó, nói thẳng vô trong bằng mặt nó luôn, nói tao éo thích làm việc với mày, mày làm việc tao éo có thích, mày không có chuyên nghiệp, mày không có giỏi, tao không nể thì tao không nể thôi. Cái người Việt Nam mình nó có một cái gì nè, không dám nói trước mặt hay nói sau lưng. Chị Nhi làm việc bên này tụi nó rất là chuyên nghiệp, cái giờ đi làm mà tụi nó mà mất dạy chị Nhi chửi vô trong mặt nó bình thường, nhưng sau đó vẫn đi ăn đi nhậu và nói chuyện với nhau cuộc đời. Thì con mày mới đẻ à, vẫn đi mấy ký rồi, hay là rồi con mày vẫn đi nhìn bự quá ha, biết nói gì rồi biết chơi gì. Tụi chị phân biệt rõ ràng giữa công việc và đi làm. Tụi chị không bao giờ là tao ghét mày đến chỗ làm, tao đi ra tao không có đi qua nhà mày ăn cơm, ví dụ như vậy. Không có. Người chuyên nghiệp người ta biết cái đó, thì em phải tập cho mình cái sự chuyên nghiệp trước, em tập cho mình cái chuyên nghiệp, em tập cho mình cái rào cản. Thì bất cứ người nào mà muốn đến làm việc với em, người ta đã biết rồi, ồ ví dụ như Kana nó không dễ đâu nghe không, mày muốn làm việc với nó là mày phải như vậy như vậy đó. Nó rất là khó, nó rất là kỹ, nhưng mà nó rất là giỏi, nó xứng đáng. Và như chị nói đó, em muốn đòi hỏi để làm việc chuyên nghiệp được với người khác, bản thân em phải trau dồi, bản thân em phải tiến lên, bản thân em phải giỏi, chứ em đừng có bắt người ta phải nể em. Nể là một cái phải được người ta ân huệ, người ta cho em, người ta nói với em là tao rất là nể mày, mày trẻ nhưng mà rất là giỏi, mày rất là gan dạ, mày rất là thông minh, mày rất là rõ ràng, mày nói cái gì mày làm cái đó, tao rất là thích, tao rất là nể. Chứ nể không phải là em mày phải nể tao không, tại tao là sếp của mày, tại tao là má mày, tại tao là ba mày, tại tao là ông nội mày. Không có. Chị Nhi nói thiệt của em, chị đi gặp bạn chị Nhi mà nó hơi chị 30 tuổi, chị cũng nói cho mặt nó tao không nể là tao không nể à, mày đừng đem tuổi tác ra. Chị Nhi kể em tuần trước Nhi cãi lộn với một người bạn của chị Nhi là millionaire bên này, là tỷ phú ở bên này, chủ một tập đoàn bự bên này. Trong cái lúc làm ăn thì mình sẽ có cái lúc cãi lộn như vậy, và xong cái anh này anh cũng lớn tuổi rồi, Nhi rất là nhiều, anh đã 50 mấy rồi. Chị Nhi kêu anh thôi, tại vì tiếng Anh em biết rồi, you và me thôi. Thì anh mới bắt đầu anh lôi tuổi tác ra nói chuyện người châu Á mà em biết rồi. Xong chị Nhi điên quá, chị chửi mặt luôn, chị nói là tao không có nể mày, bởi vì bây giờ mày bắt đầu mày lôi tuổi tác ra nói chuyện với tao. Có lúc làm ăn được á thì mày là không có nói chuyện tuổi tác, bây giờ làm ăn không được thì mày bắt đầu lại đem tuổi tác. À, dù sao tao cũng già hơn mày, dù sao tao cũng hơn tuổi mày, dù sao tao cũng là millionaire, dù sao tao cũng ở trên báo ở xin, dù sao tao cũng này. Chị Nhi nói thẳng với mặt, chị Nhi nói no, mày trên báo thì kệ cha mày, tao không có ăn tiền của mày, tao làm ăn chung với mày. Mày làm ra tiền được, tao làm ra tiền được, tiền mày mày ăn, tiền tao tao ăn, tao không nợ mày. Tao cống hiến tài năng, mày cống hiến tài năng, hai đứa cống hiến tài năng để làm ra tiền. Tiền không làm được thì chia đều, chứ không có việc gì là bởi vì là à tao làm ăn chung với mày. Cho nên các em phải biết từ trẻ, cái này không phải là kiêu ngạo nghe không, và mấy đứa không phải là nói cái câu của chị Nhi em đi áp dụng và ai cũng được, không có. Chị Nhi có cái gan nói được cái câu đó bởi vì chị Nhi có cái gan làm ra tiền. Chị Nhi biết mình có tài, chị Nhi biết mình có kiến thức, và chị Nhi biết được là mình tôn trọng một người nào đó nó đòi hỏi rất là nhiều cái kỹ năng. Và thậm chí ngày hôm nay chị Nhi chưa có bao giờ dừng học hỏi hết những cái chị Nhi dừng, những cái chị Nhi đã biết bây giờ chị Nhi tiếp tục học, mà chị Nhi đâu có dừng lại đâu. Chính chị Nhi còn không dừng lại thì mấy đứa không được phép nghĩ là à hôm nay em học được của chị Nhi xíu rồi, đủ rồi. Đó là những cái mình gọi là nó không có kiên trì đó. Những cái khác nhau của những người thành công và không thành công đó là họ tiếp tục kiên trì, họ không có bỏ, dù họ biết họ giỏi nhưng họ không bao giờ dừng lại, họ tiếp tục. Cho nên họ cứ giỏi miết vậy đó, và họ cứ ở miết cái vị trí đó, họ không có xuống được. Giờ họ có muốn xuống họ cũng không xuống được, tại họ chán quá, họ ở trên đó họ phải lên tiếp, kiểu như vậy đó. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, cứ thôi, ba mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.